Mutant, những con quái vật đột biến cả về hình dạng lẫn sức mạnh. Chúng là mối đe dọa cực kỳ khủng khiếp đến với thế giới Minecraft này. Và trong chuyến hành trình sinh tồn Minecraft 100 ngày siêu khó ngày hôm nay, mình sẽ hóa thân thành một chiến binh đi tiêu diệt những con Mutant vô cùng mới và vô cùng mạnh. Đã thế, chúng lại còn có những kỹ năng đặc biệt nữa, và con mạnh nhất trong số đó chính là con Mutant Warden. Với sức mạnh của Saitama, một đấm đi luôn. Liệu rằng mình có thể sống sót và hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt hết tất cả những con Mutant ở trên thế giới này hay không? Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Nhưng mà khoan, trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây like, subscribe giúp mình với nhờ. Còn bây giờ thì trở lại với Minecraft. Ngày đầu tiên thì mình đã có mặt trên thế giới này rồi đây. Xung quanh thì cũng rất là yên bình, không có giống với một nơi nào đấy mà có bọn quái vật mutant đang xâm chiếm cả. Nhìn cũng ổn phết đấy chứ. Nhưng mà không, đừng vì thế mà chủ quan. Mình đi xung quanh và hái một ít hoa. Các bạn đừng hiểu nhầm rằng mình đang vui chơi, tự do tung tăng nhảy múa mà quên mất nhiệm vụ rằng phải đi giết mutant nhé. Thật ra là mình lấy mấy cái hoa đỏ này để làm thuốc nhuộm ấy. Sau này mình cũng rất là cần. Về sau này thì đây chính là một cái loại nguyên liệu không thể nào mà thiếu để tạo nên bộ giáp huyền thoại giúp tiêu diệt những con mutant khó nhai. Ok, tạm thời là lấy 7 bông đi. Và sau khi mà thu thập hoa rồi thì tất nhiên không thể thiếu đó chính là chặt gỗ. Mọi việc phải gấp rút lên các bạn ạ. Mình cũng chưa bao giờ vội đến như thế này ấy, bởi vì mình biết được rằng những con mutant ở bản này nó không giống những con mutant ở bản trước. Nó khủng hơn, mạnh hơn và có những skill đáng sợ hơn. Và khủng nhất trong số đó thì phải kể đến đó chính là con Warden Mutant. Còn đấy, nó phải to như là cả ngọn núi ấy, mà với một cái thân hình nhỏ bé, cute đáng yêu hột me như thế này thì mình không vội vàng kiếm đồ, kiếm gỗ lên công cụ đi. Còn đứng ở đây thì một ngày nào đấy mình cũng sẽ trở thành bãi cát dưới chân của nó thôi. Và mình thì không muốn điều đấy xảy ra. Thế nên là mình bắt đầu chuyển mấy cái ván gỗ này thành một cái bàn chế tạo. Đủ, trên này nó còn ghi cả thông tin của mình nữa là ta. Chi tiết phết đấy nhở. Công nhận là bây giờ mình cũng khá là yếu, mọi chỉ số đều ở mức cơ bản thôi. Giờ làm sao cho mấy cái chỉ số này nó tăng lên mới là cả vấn đề. Ok, và sau khi mà có thêm một vài cây roi rồi thì mình bắt đầu đặt bàn chế tạo xuống, và sau đó là làm ra một cái cúp bằng gỗ. Nhanh tay mình cũng đào một ít đá trong hang luôn. Ở đây có cả than luôn nè. Ok, và sau khi mà có đủ đá rồi thì mình cũng nhanh chóng làm ra một bộ công cụ như là rìu và cũng như là cúp. Đầu tiên thì mình chỉ định làm cúp và rìu đá thôi, nhưng mà bỗng dưng mình nghe thấy cái tiếng gì ấy. Ê anh sâu chai FA, anh có gì ăn không cho ai mà ăn miếng với em, thấy đói bụng quá. Anh sâu chai FA. Cái đồ sâu chai FA. Đấy, nó là cái tiếng đấy đấy các bạn ạ. Thế nên là mình sẽ làm thêm một cái kiếm bằng đá và sau đó là bế luôn cái bàn chế tạo đi. Và cuối cùng là là mày đấy à? Mày vẫn còn gan mày đứng ở đây ư? Mày đi. Đấy, sau này mà gặp những cái con mutant ấy thì mình cũng tung ra mấy cái thế võ giống như thế này này. Chém này, chọt này, chém này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy võ công mình chất không? Quá là chất luôn ý chứ. Nhân lúc trời chưa có tối thì mình cũng chạy đến cái ngôi làng cạnh đấy. Để làm gì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi. Mình đến đây là để what the fuck, hú hồn hú vía. Tự nhiên mấy anh dân làng này tóc màu xanh, mình tưởng là mấy anh bị hóa zombie hết rồi chứ. Mà ai ngờ mấy anh này đây là phong cách giả rác gì đây mấy anh. Mấy anh nhìn cái đầu kìa, thằng nào nấy cũng đầu xanh, tóc như cái lông lờ vậy. Đặt bỏ qua chuyện tóc tai của mấy anh dân làng thì việc cấp bách ngay bây giờ ấy, đó chính là lụm lúa. Công nhận là mấy anh này hình như là mấy anh chỉ tập trung vào đi làm tóc hay sao ấy, chứ còn việc làm ruộng và cũng như là phát triển dân làng trở nên tốt đẹp hơn thì mấy anh bỏ qua. Đấy, lúa được có vài cọng rồi thằng cha này lại còn đội cái mũ rơm của Luffy đấy chứ, muốn làm vua hải tặc hay gì. Mẹ kể mà không có thằng cha này là tao đập mày tới số nha con. Đây rồi, công nhận là mấy anh giấu kỹ phết đấy các bạn ạ. Ở bên kia ngọn núi là thêm một đống rơm nữa, giấu kỹ đấy. Dù cho có kỹ đến cái mức độ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà qua được cái tầm mắt của mình cả. Một con mắt với kinh nghiệm 30 năm ăn trộm trong Minecraft thì giờ nó phải luyện đến cái trình độ gọi là mắt chim ưng luôn rồi, càng nhìn xa lại càng rõ. Ngay cạnh vách núi của dân làng này thì có một ít đồng, và đồng cũng là một cái công cụ rất là cần thiết để mà mình có thể chế tạo nên vũ khí. Thế nên là mình có lượm một ít. Ok, như đây chắc đủ ạ. Và sau khi mà lượm xong một ít đồng rồi thì câu hỏi tiếp theo của mình đang đặt ra đó chính là đêm nay ngủ ở đâu ta? Chắc còn đâu nữa, mình sẽ ngủ trong căn nhà đá này của mấy anh dân làng cho nó an toàn, chứ ngủ trong nhà gỗ lỡ mai có thằng nào nó đốt cái chết. Tại vì sao mình lại sợ bị đốt nhà? Tại vì mình hay đốt nhà dân làng nên là bây giờ mình sợ. Đêm đến thì mình được xem kịch hay các bạn ạ. Holy shit, cái gì kia? Ôi mẹ ơi, cái con gì thế này? Má, rồi xong rồi, ăn cướp rồi, nó ngắm chúng mình rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn, nó không gì khác chính là một con mutant zombie, nhưng mà con mutant zombie này lạ lắm, nó mang hình dạng của anh Iron Golem, nhưng mà với cái skill của nó kìa, nó có thể phóng to cái đầu của nó ra luôn ạ. Holy shit, I don't know, tôi không biết bạn là ai cả, bạn đi ra đi. Cũng may là mình đã kịp trèo lên trên cái đỉnh của tòa nhà này rồi. Thế nên là cho dù nó có nhiều skill dị hợm thì nó biến mất mẹo rồi. What the fuck, mày đi đâu ấy? Đừng dọa tao nha mày. Thì ra là nó vẫn lảng vảng xung quanh cái ngôi nhà này ạ. Con này tưởng thế chứ lì phết đấy. Đấy, đang nấp sau bụi cây này. Các bạn nhìn rõ không? Các bạn đừng nhìn nó, các bạn mà nhìn nó đêm gặp ác mộng. Ok, tạm thời mình sẽ chuyển mấy cái kiện rơm thành lúa mì cái đã. Rồi, bây giờ thì tất nhiên rồi, làm thêm vài cái bánh mì để ăn dần đấy chứ. Ok, bước tiếp theo là thó thêm cục đá của dân làng này. Đấy, sau đó làm ra cái lò. Ok, có lò ở đây thì mình nung mấy cái quặng đồng lên cái. Nhanh 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 nhanh. Chờ một hồi mà không thấy động tĩnh gì cả. Có vẻ như là con zombie mutant kia nó cũng bỏ đi rồi hay sao ấy. Mong là vậy, mong là sáng mai tỉnh dậy mình vẫn an toàn. Ây, ây, không ổn rồi, không ổn rồi. Nó vẫn đứng đấy ạ. À. Con này công nhận lì thật. Bọn này đúng là bọn mutant đẳng cấp mới chứ. IQ của nó cũng cao hơn đấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì có vẻ như là mọi chuyện đã yên ổn hơn một tí rồi. Bọn zombie thì cũng chả thấy đâu cả. Ngay cả đến con zombie mutant cũng không thấy dấu vết luôn. Và đây, may quá. May mà sau khi giết Iron Golem nó vẫn để lại sắt cho mình ạ. Số hên đấy, số hên đấy. Và bây giờ thì mình sẽ từ những cái quặng đồng này làm ra hai cái cây có tên là Rayforcer Handle. Ok ok. Và từ cái cây handle này thì mình có thể làm ra một cái cây vũ khí siêu cấp VIP Pro, một cây thương bằng giáo, một cây thương bằng sắt. Đây đây đây, xịn chưa, xịn chưa? Đó, chọt chọt này. Ấy chết, sao mình lại chém vào không trung cái này? Mình có thể thử đam với lại những người khác cơ mà. Như ví dụ như anh này chẳng hạn. Ấy chết cha, nhưng mà vũ khí này nặng quá, di chuyển nó cũng hơi phức tạp, nhưng mà không sao. Đấy là với những cái thằng mà nó chạy đi các bạn ạ. Chứ còn những cái thằng mà nó chạy lại ấy, thì chắc là nó sẽ có hiệu quả hơn. Người ta đã bảo rồi, đánh kẻ chạy lại chứ không ai đánh kẻ chạy đi. Ấy nhưng mà chết cha, với cái số sắt này thì mình có thể làm ra một cái cúp xong rồi đi mai rồi kiếm nhiều đồ hơn mà. Ấy xong mà mình ngu thế nhở. Sai lầm, sai lầm. Tạm gác lại những sai lầm không đáng có. Thì mình bắt đầu xuống dưới hang để mà đi mai một ít sắt các bạn. Lần này thì mình cũng chỉ cần sắt thôi chứ không cần nhất thiết là phải đi mai thêm kim cương. Với lại đi mai kim cương giờ này toàn lắm. Dưới hàng tối kia, đặc biệt là dưới cái tầng âm ấy, không biết bao nhiêu con mutant zombie đang chờ mình dưới đấy. Thử bước chân xuống dưới đấy một phát nửa bước xem, chắc mình bay màu luôn quá. Xong cái video này sẽ trở thành video sinh tồn 2 ngày siêu khó Minecraft. Đi mai quặng sắt thì nó cũng đơn giản, không có gì đâu. Ui, dăm ba quặng sắt này đâu chả có. Trước khi mà quay trở lại mặt đất ấy, thì mình cũng phải đi mai thêm ít lưu ly nữa để mà làm thuốc nhuộm các bạn ạ. Ok, nhiêu đây chắc đủ rồi, bắn thôi. Mình cũng đi mai được khá là nhiều sắt. Thế nên là những ngày tiếp theo mình sẽ tập trung vào công việc nung hết cái đống sắt này lên. Và trong lúc mà chờ cái đống sắt nó chín ấy thì mình bắt đầu đi ra bên ngoài giết mấy con bò cũng như là mấy con ngựa để kiếm thêm ít da làm bộ giáp cho nó ngầu. Quay trở về làng thì cái đống sắt mình nung nó cũng đã chín rồi, nên là bây giờ mình bắt đầu đặt bàn chế tạo xuống và sau đó là làm ra một bộ quần áo bằng sắt. Và bây giờ mình sẽ mặc bộ đồ sắt này và sau đó là đi tiêu diệt những con mutant. Đùa với các bạn thôi, chỉ có thằng ngu nó mới làm thế rồi các bạn ạ. Chứ còn mình thì mình sẽ cởi cái bộ quần áo bằng sắt này ra và sau đó là thêm một vài gia vị. Và bây giờ chúng ta đã có một cái khuôn để mà có thể nâng cấp được cái bộ quần áo giáp sắt của mình lên. Bây giờ chỉ còn việc duy nhất đó chính là đặt những cái món đồ này vào chính giữa và sau đó nó sẽ nâng cấp lên một bộ quần áo mới siêu cấp VIP Pro hơn. Ok, và sau khi có quần áo không, thứ tiếp theo chúng ta cần đó chính là một món vũ khí, nó phải gọi là hợp concept với lại bộ quần áo này luôn. Vậy nên là mình đã bắt đầu chế tạo ra thêm 2 cây kiếm bằng sắt. Và đây, đây chính là phong cách giả rách mà mình đang hướng đến. Trông ngu nhỉ, nhìn 2 cây kiếm sắt này trông ngu quá mình không thể nào mà chịu nổi. Vậy nên là mình lại tháo 2 cây kiếm sắt này ra và sau đó là thêm tí mắm, bớt tí muối. Và đây, chúng ta có một cái cây vũ khí mới có tên là Talon Claw. Cái gì nó cũng phải có đôi có cặp các bạn ạ, chỉ trừ những bạn FA thôi, chứ còn lại cây kiếm nó cũng phải có cặp chứ. Đó, và chúng ta đã có một bộ vũ khí đâm chọt chọt siêu ngầu siêu bá luôn. Giờ thì bắt đầu bế cái bàn chế tạo này lên và tiếp tục lên đường với chuyến hành trình đi diệt mutant. Và sau khi mà tìm đến cái hang sâu đầu tiên, ở đây mình đã gặp lại hai con zombie mà ban đầu hù mình muốn đái ra quần luôn. Đây chính là nó đây. Má, 2 con zombie mutant này trông lạ lắm, nhìn thì có vẻ là hiền lành bình thường ấy, nhưng mà khi tấn công nó này, ôi shit, nó phát ra những cái âm thanh rít lên như là những cái máy cưa ấy. Và bắt đầu kìa, đầu thì cũng nó to ra, trông ghê thật sự ạ. Wow. Cái tiếng rít của nó không khác nào là từ một bộ phim kinh dị luôn. Ui shit, ui shit. Nhưng mà bọn này thì đơn giản lắm các bạn ơi. Mình chém có một vài đường cơ bản phát là 2 con nó đi luôn rồi. Ủa, sao chúng nó yếu như thế này mà anh Iron Golem lại không thể nào mà hạ nổi một con nhỉ? Lạ thật, hay có khi nào do mình mạnh quá không ta? Mình bắt đầu tìm ra biển. Và ở đây mình đã gặp một con zombie mutant Robber nha. Ui, nhìn nó kìa, nó khác hẳn với con zombie mutant mình gặp ban nãy luôn đấy chứ. Và con này cũng có skill nha, đó chính là chịu hồi sấm sét rồi. Ảo thật đấy. Ok 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 ok. Không phải là nó chịu hồi ra đâu nha, mà nó chịu hồi một cách bị động luôn đấy. Bởi vì là khi mình chém trúng người nó thì nó mới phát ra sấm sét. Đó, chém càng mạnh thì sấm sét chúng nó lại càng nhiều. Ảo thế nhở, một cái chiêu counter thực sự luôn ạ. Holy shit, holy shit. Ok ok ok. Chiêu này công nhận là khó chịu thực sự luôn đấy. Nó vừa làm khó cho mình lại còn vừa đốt cháy mình nữa. Thế là mình bắt đầu dụ nó xuống nước, nơi phải gọi là lãnh địa của nó. Nhưng mà sao nào? Sao nào? Giờ xem sấm sét của ngươi còn tác dụng nữa không? Còn tác dụng nữa không? À, giờ mình hiểu rồi các bạn ơi. Hiểu rồi, cái món vũ khí này của mình sẽ làm cho những con quái vật ở đây bị xuất huyết các bạn ạ. Đó, tức là chúng nó bị chảy máu ra bên ngoài nha. Đù, sau khi chết đi thì nó lại có tiếp tục sinh mạng thứ 2 luôn kìa. Mày, đù, chỉ cần chém một phát duy nhất thôi mà là con zombie chúng nó sẽ kiểu như là bị trúng độc ấy và lăn ra chết. Mày, đúng một phát duy nhất thôi là một con robber bình thường đi rồi. Nào nữa không? Xem mày còn bao nhiêu mạng nào? Bao nhiêu mạng nào? Bao nhiêu mạng? Holy shit. Mà lúc nó chết đi kìa, nó chết đi, nó chịu hồi ra cả một dàn sấm sét luôn. Ok ok, công nhận là bạn cũng có skill ghê đấy, ghê đấy. Mấy con robber đây còn có cả đinh ba luôn à. Ghê ghê. Mày chết hẳn chưa? Chết hẳn chưa? Các bạn hãy nhìn xem cái thứ sức mạnh của cái cây Talon Claw này đem lại cho mình này, đúng không? Một con robber đúng không? Mày rồi, chỉ cần chém chúng nó một phát thôi, rồi mình sẽ nhìn chúng nó tự lăn ra chết. Trời ơi. Chúng mày cứ ở in dưới đáy biển đi. Bây giờ ở đây không còn là trốn trú ẩn cho các ngươi nữa rồi. Ông chủ của các ngươi đã đi rồi, chỉ còn ta thôi, Talon. Và sau khi mà mình quay trở lại cái ngôi làng ban đầu đã gắn bó với mình suốt một thời gian dài ấy, thì mình thấy lạ lắm các bạn ạ. Ở đây dân làng đã tậu thêm một anh Iron Golem mới, trông lực hơn, ngầu hơn và bá hơn ở đây này. Khiếp chưa, khiếp chưa. Để đối phó lại với tất cả những con mutant ở trên thế giới này, dân làng cũng phải nâng cấp Iron Golem lên, phải gọi là mutant luôn các bạn ơi. Mutant Iron Golem. Nhưng mà mình cảm thấy ngứa tay quá à. Thế nên là mình không thể nào mà để yên cho anh Iron Mutant Golem này được. Mình bắt đầu lại và solo hip hop với anh một vài đường cơ bản xem nào. Đủ. Anh này vẫn giữ cái skill đấy, nhưng mà có điều là tấn công và cũng như là kỹ năng nó bắt đầu được nâng cấp hơn kìa. Hất tung lên liên tục luôn. Anh Iron Golem trước thì chỉ hất tung có một vài đường nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà anh này kìa, hất liên tục luôn. Nhưng mà sao đỡ lại được với hai cây Talon Claw này của mình được. Yo, mình châm chọt liên tục mà không để cho anh Iron Golem này thở một giây nào luôn. Giây nào cũng phải chiến đấu. Công nhận là trâu vai các bạn ạ. Trâu còn hơn là cả con robber với lại con zombie kia nữa. Ui chết. Mạnh ơi. Đánh đến bao giờ mới chết trời. Ui, mạnh vai các bạn ạ. Đủ. Mà cứ hất mình lên kìa. Bế mình lên như là bế em bé luôn đấy. Ui chết. Nào, không biết anh này còn bao nhiêu máu trời. Đủ, đánh mãi. Không biết là mấy trăm hiệp rồi nhưng mà vẫn sống luôn kìa. Má. Có thể là các bạn đang nhìn thấy là mình đang bay nhảy rất là tự do, nhưng mà thật ra là do anh Iron Golem bế mình lên đấy. Và cuối cùng thì anh Iron Golem cũng nằm xuống dưới tay của mình rồi. Tưởng mấy con mutant ở đây thế nào. Ôi xong. Phải rồi, đánh hư cả mũ của mình luôn. Mà khét đấy. Và đối thủ cuối cùng mà mình đang muốn tìm đến ở trên nhân giới này không gì khác đó chính là một con mutant Ravager. Mà con này nó to kìa. Vai nồi, nó phải to như là khủng long cổ dài đấy các bạn. Holy shit, một đấm của nó bay hết giáp của mình luôn. Vãi chưởng. Holy shit. Cũng may là dòng dõi gọi là sát thủ đã ngấm vào trong người của mình, nên là bây giờ mình mới khỏe như thế này luôn đấy. Chứ còn nó kìa, vai ò. Mày có thật là mutant không vậy? Mày là mutant hay là mày thật là thần thánh phương nào vậy? Holy shit. Các bạn hãy nhìn xem kích thước của mình so với kia cái mũi của nó đi. Mình còn không bằng một cái mũi của nó nữa. Vai cả trường kìa. To nó bự mà nó đáp nó đánh kìa. Vai nồi. Holy shit. Kể như đây là người thường thì chắc chắn không thể nào mà trụ lại được với con Ravager này rồi. Ui mẹ ơi. Lần đầu tiên mình thấy một con Ravager mà nó bự như này luôn đấy. Vai ò. Nào. Nó đã xuất huyết một tí máu rồi chưa ta? Ui ơi, chắc nó phải khỏe gấp tỷ lần anh Iron Golem Mutant kia quá. Vãi nồi, mày chịu mất máu đi. Ui, đúng một hit duy nhất thôi là máu của mình bay sạch, là giáp của mình bay sạch, không còn một cóc giáp nào luôn. Ui chết. Mày khỏe. Mày trâu đánh lâu cũng chết. Trâu tao cho mày xuất huyết mày cũng chết. Đánh đến đâu là máu của nó bay tứ tung luôn kìa, bốc hơi luôn kìa. Mày. Các bạn có biết cái bộ phim kiếm hiệp gì mà có hai người đâm nhau cả trăm cả ngàn phát nhưng mà không chết đâu? Đây chính là bộ phim này đây các bạn ạ. Hai cá và con Ravager mà đâm nó kìa. Mình từ nãy giờ ước tính phải đâm nó cả tỷ phát đấy, nhưng mà máu của nó không thấy dấu hiệu của việc yếu đuối luôn á. Khỏe dữ vậy. Trời ơi, mày khỏe vừa đấy chứ tao còn khỏe với. Trời ơi, mày là thứ sinh vật gì vậy? Má nó kiểu bự. Châu. Mày châu đánh lâu cũng chết. Má nó châu nó dày máu thật sự luôn á. Trời ơi, cái thứ sinh vật này nó phải gọi là cú đấm ăn xôi luôn chứ không phải là con vật nữa rồi. Và do là bộ giáp của mình đã bị hư hết sạch luôn, thế nên là những ngày tiếp theo mình bắt đầu tìm xuống dưới địa ngục đào và kiếm thạch anh NR để làm ra một bộ giáp mới, ngầu hơn, mạnh hơn và bá hơn. Và sau khi mà đã kiếm đủ nguyên liệu rồi, mình bắt đầu trốn vào trong một cái xó rồi đấy, trông cứ như là thằng hèn đấy. Và sau đó lại tiếp tục làm ra một bộ quần áo giáp bằng sắt, và không thể thiếu đó chính là bột nhuộm đỏ, thêm một ít hạt sắt. Và bây giờ đặt từng trang bị một vào để mà nâng cấp lên thôi. Một cái mũ này, một cái quần này, một đôi ủng này, và tất nhiên một bộ giáp. Và sau khi mà có giáp đúng không, bây giờ bước quan trọng tiếp theo không thể thiếu đó chính là một món vũ khí cũng siêu cấp VIP Pro như vậy, nhưng mà bắt buộc phải có một cái kiếm sắt trước đã. Đây chính là nó đây các bạn, Atrox Wood. Bây giờ thì mình đã tự tin bước ra bên ngoài và sau đó khoác lên mình bộ quần áo có tên là quỷ kiếm Darkin, tháo luôn cây Talon Wood này ra và vác cây quỷ kiếm này lên. Nhìn bộ đồ này có thể là rất nhiều bạn sẽ thấy quen thuộc đúng không? Đây, để mình đọc mấy cái này lên, đảm bảo các bạn không quen không được cơ chứ. Q1 tốt, Q2 gì à? Q3 hất tung, đánh tay, chém thường, solo kill. Và đó là Quỷ kiếm Darkin 2k, chào mừng. Và mình thì cũng không phải đợi quá lâu để mà có thể gặp được đối thủ đầu tiên. Và đây rồi, một con zombie mutant, nhưng mà lần này đó chính là zombie Picklin. Yo đủ. Mấy con này có đánh hất tung ra các bạn ơi. Mà nó cầm cái búa vàng nó đập mình kìa. Thốn đấy. Và con này cũng có một chiêu counter mình nha. Đó chính là mình chém chúng nó phát nào ấy là nó sẽ phát nổ phát đấy. Ui shit. Skill đấy vẫn chưa phải là skill lợi hại nhất của nó đâu. Mà skill lợi hại nhất của nó đó chính là skill triệu hồi anh em các bạn ạ. Khỏe ghê. Từ từ mình sẽ lắp thêm bộ trang bị gọi là Talon Sword này vào. Hai tay hai chém khiến chúng nó vừa xuất huyết vừa chịu những cú đao siêu thốn. Mày lại đây. Ai à má đâu kìa. Thốn đấy. Mẹ con này khó chơi sự luôn ạ. Bởi vì nó hất tung ra quá là khó chịu luôn đi mà. Vô nào. Mình chém đến mức mà tất cả những bọn Picklin zombie xung quanh đều bị chết hết. Mà con này thì không các bạn ơi. Mình không có cách nào để mà chém chúng nó hay sao ấy. Chém phát nào là nó cứ hất tung nổ bùm kìa. Ghê thật. Mày ghê thật. Bạn thì ghê rồi. Bạn thì kinh rồi. Ui tao nói lại lần nữa. Mà nó càng đánh thì nó lại càng chịu hồi ra nhiều con zombie hơn. Mày. Tao nói lại lần nữa. Mày có tiền thì nạp tiền vào donate cho tao. Ít thì 5 quả trứng, nhiều thì 1 quả tên lửa. Mày hiểu anh nói gì không? Chắc nó không hiểu mình nói gì rồi. Mày không hiểu tao nói gì đúng không? Mày không hiểu anh nói gì đúng không? Má nó kìa. Mày hiểu anh nói gì chưa? Tất cả chúng mày hiểu anh nói gì chưa? Hiểu rồi thì nói một câu. Nhớ chưa? Này, Q1 tốt, Q2 gì à? Q3 hất tung, đánh tay chém thường, solo kill, siêu. Các bạn nghĩ thằng cha Milton vừa rồi là nặng ký lắm rồi đúng không? Mà không, thằng cha này mới là nặng ký này các bạn. Đây, nặng ký theo đúng nghĩa đen luôn nha. Đâu, đây, chính là nó đây. Con zombie Milton Hocklin. Mày nó bự kìa. Nó to đến mức mà mình không nhìn thấy nó ở đâu luôn. Ui, tuy là nó không to bằng con Ravager ban nãy nhưng mà sức tấn công của nó thì khủng khiếp lắm các bạn ạ. Holy shit. Má nó kìa. Ui mẹ sao nó bự ấy, nó mạnh ấy. Ôi nó đẩy lùi, nó hất tung mình các thứ kìa. Nó đánh mình vào lava luôn ạ. Rồi đây. Mày giỏi mày bước qua lava đánh nhau sao? Vô đây bạn. Ui nó đi thật luôn. Công nhận là con này thông minh phết nhờ. Né được cả lava. Ai chà. Mà nhìn nó to nó bự như thế nhưng mà thật ra là nó rất là linh hoạt luôn nha. Ui ok. Để tao chuyển qua Talon Claw nào. Mày. Thốn không? Thốn chưa bạn? Ai ha, nó lại còn được sự trợ giúp của mấy con Picklin nữa chứ. Mày, khó chịu đây. Khó chịu nha bạn. Mày. Ui, rồi mày đi, hay lắm. Mày. Thằng ranh con này, mày láo. Mày bán ai? Láo. Ủa. Tuy là nó đã chết rồi nhưng mà cái dư âm của nó để lại kìa. Nổ liên tục ạ. Ảo thật đấy. Hóa ra là nó ôm bom cảm tử các bạn ơi. Mà láo tí hả. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến được các bạn ơi. Mình đã tìm đến Ancient City. Nơi đây có một con quái vật siêu to khổng lồ. Không gì khác đó chính là Milton. Holy shit. Nó nghe tiếng của mình rồi. Milton Warden các bạn ạ. Nhìn kích thước của nó xem. Khổng lồ và đồ sộ. Và cái khối lượng cơ bắp của nó kìa. Ui một đấm của nó lại bay luôn bộ giáp của mình luôn rồi. Má nó ảo thật. Holy shit. Mẹ bọn này sao khỏe dữ vậy. Con nào con đấy kìa. Có thể như là kích thước của nó sẽ không phải là to nhất trong tất cả cái đám Milton ở đây, nhưng mà về sức mạnh của nó thì tất nhiên là mạnh hơn rất là nhiều các bạn ơi. Mà mình dùng dao chém nó mất bao nhiêu là máu kìa mà nó không chết các bạn ạ. Và các bạn nhìn đi, xương sẩu với kích thước thì cơ bắp tay chân của nó kìa. Khủng thực sự luôn ạ. Đúng một hit duy nhất thì giáp của mình bay sạch luôn. Mà đấy là giáp của mình còn full độ bền luôn nha. Công nhận là con này khủng thật đấy. Mày. Với sự xuất hiện của con Warden khổng lồ này thì tất cả những con Warden khác tự thấy mình yếu đuối và không dám xuất hiện luôn đấy các bạn ạ. Mặc dù là mình chém nó gây ồn ào như thế này cơ mà. Má nó kìa. Holy shit. Bọn này kiểu lấy thịt đè người ấy các bạn ạ. Nó cứ dẫm xong đạp mình thôi à. Mày, ok thì tao cho mày xuất hit nè. Xin tí máu nè. Má quả Talon Claw này mạnh thật sự luôn ạ. Đi vắt đi luôn. Xin có tí huyết thôi mà cháu mất máu nhiều thế.